Làm nửa tiếng sao kịp ta? Alo, alo. Rồi, tóc ký chơi nè. Tôi có sẵn cái HTML CSS như thế này. Thì ví dụ người ta yêu cầu là sử dụng mảng tổ chức hình ảnh ha. Thì với những cái hình như thế này thì nó chỉ có một cái IMG, một cái tên file thôi được rồi. Rồi ví dụ mai mốt khi tôi đổi lại yêu cầu cái hình này hình trơn, hình này là cái hình background thôi, rồi trên hình background nó có chữ, thì lúc đó mình lại tổ chức khác ha. Nghĩa là sao? Thứ nhất yêu cầu là lấy mảng tổ chức mấy cái file. Thứ hai là các bạn sẽ load những cái hình trong mảng đó là ra cái khu vực này nè, là hình thumbnail đây nè, click vô hình thumbnail này thay đổi nè, là yêu cầu thứ hai. Yêu cầu thứ ba các bạn click cái này nè, nó thay đổi hình, click này thay đổi hình, click hoài không treo, không báo lỗi nha. Là thứ ba. Cái thứ tư là hình này tự động nó chạy, tự động chứ chạy mình sẽ sử dụng cái set interval thì tự động nó chạy. Đó, có nhiều thôi đó, có 3-4 yêu cầu cho cái live show này thôi nha. Và các bạn nhớ là coi yêu cầu và làm, chứ không phải lên mạng search live show JavaScript copy map vậy là xong. Bây giờ mình học cơ sở, học nền tảng, cho nên mình phải hiểu cái cách mình làm, cách nào làm cũng được hết trơn rồi á. Nhưng mà tại cái đề người ta yêu cầu là lấy mảng tổ chức hình ảnh ha. Rồi bây giờ cái hình của mình đang nằm trong thư mục email, tên file là 01020304, hình đúng không? Thì ví dụ như mai mốt test á thì cho 4 hình, rồi xong tôi kêu bổ sung thêm một hình, thì các bạn cũng phải biết bổ sung thêm một hình mà nó không bị lỗi luôn nha. Tức là mình lập trình một cách tổng quan, cho dù ở đó có bao nhiêu hình nó cũng chạy được hết, nhớ ha, chứ không phải là cố định. Rồi bây giờ trước tiên mình phải tổ chức file, tổ chức file. Rồi đang học lập trình JavaScript, các bạn chỉ cần viết trên cùng một file thôi là được rồi ha, không cần tách file chỉ mất công. Rồi tổ chức file bằng mảng, thì ví dụ như mình va một cái hình bằng, đây là một cái mảng hình. Rồi do đây là những cái hình mà nó có nội dung rồi, cho nên mình sẽ không cần không có cần upset caption nữa, tức là nội dung của cái hình nó không có, hoặc là chú thích của cái hình mình không cần, cho nên ở đây mình chỉ cần làm mảng một chiều là được rồi. Còn nếu mà mai mốt mà làm đề á, cái hình này hình bắt rau, hình phong cảnh chẳng hạn, tôi nói là tôi cho đó, hình này hình phong cảnh chẳng hạn, rồi cái đề người ta yêu cầu là thêm caption cho hình, thì lúc này á tổ chức mảng này nè là mảng hai chiều, giống như bữa hôm mình làm danh mục, làm sản phẩm, kịp không? Đó, cho nên mình làm demo là làm dễ thôi, thi là thi khó. Rồi bắt đầu làm nè. Rồi cái tên file mình có thể là mình tổ chức theo cái dạng là có thư mục luôn cũng được ha, hoặc là không có thư mục, tùy theo yêu cầu cái đề người ta yêu cầu làm gì mình làm đó, kịp không? Rồi ví dụ như mình cho luôn vậy thì nó quá dễ rồi. Thứ nhất là ưu điểm là khi chừng nữa mình for mình show ra cái src ấy, nó dễ, nhưng mà cái nhược điểm của nó là cái mảng này lưu trữ nhiều quá nha. Rồi mình lưu trữ vậy thôi đó, tên file thôi. Rồi Ctrl C, mình có 4 cái đó, 4 3 2 1, làm từ từ theo các bạn. Lần đầu tiên các bạn biết làm live show nè, chứ hồi đó giờ ăn cắp không à, hồi đó giờ có VPass về không à. Bây giờ lập trình cơ sở cho nên phải biết, phải biết cách làm. Rồi mình làm trực tiếp trên một file, cho nên cái này nó chỉ là cái mảng thôi là ok, đủ yêu cầu. Còn mai mốt ví dụ như mình có một cái file JSON mà từ bên backend nó đưa qua cho mình là cái file đó cấu trúc như thế nào thì mình làm vẫn được ha, cách đọc file lên sao, cách rend cái file nó ra như thế nào mình làm được hết á. Còn bây giờ mình đang làm một file cho nên mình sử dụng mảng ha. Rồi bây giờ cái ý đồ của mình là gì? Khi mà cái file này nó chạy, thứ nhất, công việc thứ nhất là nó load default một cái hình lên đây. Công việc thứ hai là nó load danh sách thumbnail ngay chỗ này. Hiện tại chưa có danh sách thumbnail, bây giờ mình load luôn. Rồi bây giờ load cái gì đó thì mình cho cái sự kiện của body là onload,
Đó. Ví dụ như tôi muốn load img ha, thì cái load img này nè, nó sẽ nằm ở đây, đang rất là cơ bản nha. Rồi bây giờ á, cái này là nó không có gì hết á, để nó load cái hình default lên đây nè. Ví dụ cái đề bài người ta yêu cầu là load cái hình thứ mấy lên cái chỗ img đó, hoặc là người ta nói là load default cái hình cuối cùng ngay cái chỗ img đó, thì mình phải làm theo giống vậy chứ không phải để không một gì đó nha. Thì lúc này á, để mà mình đọc cái này xuống, mình đã học rồi ha. Và img document lúc này mình phải làm nhanh nhanh nè, get element by id ha, id của mình là img nè. Đấy, rồi xong. Bây giờ nếu mà yêu cầu bài của ta là lấy một cái hình ở vị trí ngẫu nhiên trong mảng để load lên, thì mình cũng phải biết cái hàm nào đó tạo cái số ngẫu nhiên bằng JavaScript để bắt đầu mình va y bằng. Các bạn cho tôi một cái số ngẫu nhiên đây, làm bằng JavaScript, hàm gì? Random. Math.random chứ random gì? Làm tôi hết hồn vậy. Math.random đúng không? Rồi math.random. Ở trong đây có gì? Có gì? Bây giờ nè, mình từ số 0 cho tới số 4 nè, thì mình làm gì chỗ này? Để cho nó ra, nó phải chọn từ số 0 tới số 4, hoặc là từ số 0 cho tới số max của cái mảng đó nè. Và cái size của mảng, cái size của mảng nó bằng hình chấm len đúng không? Rồi này sao nữa, làm sao để nó ra số ngẫu nhiên từ số 0 cho tới số đó? Sao các bạn? Chỗ nào, chỗ nào 4-0? Hả? Chỗ nào chị không? Tôi nhớ nhân cho mấy mà. Ừ, tôi nhớ nhân cho mấy mà. Tìm liền coi, tìm liền giùm tôi coi. Tạo số ngẫu nhiên nguyên dương JavaScript. Còn ví dụ người ta kêu vị trí đầu tiên là dễ làm ha, vị trí cuối dễ làm ha. Bây giờ số ngẫu nhiên nè mới quan trọng nè. Tại sao nhân cho 4? Có sai array sao không làm? Nhân cho sai array trừ mấy? Tại sao trừ 0? Ở trừ 0 trừ làm chi? Tôi thấy nó sai sai gì chứ, làm sao chứ? Floor chỗ nào? Mat floor hay là floor? Mat chấm floor đúng không? Rồi bao luôn cái sâu răng đun mà nó khó khăn dữ vậy ta. Rồi bao luôn cái gì? Bao luôn cái máy chống răng đun đó. Máy chống răng đun nhân do array là đúng không? Cái này đúng chưa? Đúng rồi hả? Rồi bây giờ tôi lấy cái y này ra là gì ha? Đúng rồi hả? Làm tiếp các bạn. Ví dụ làm tới đâu mà mình có sự nghi ngờ nên test trước đi hả? Làm tiếp. À, ra số 3 nè. Hay vậy. Cái này hay ta. Ở sao ra số 3 không vậy? À, ra 1 nè. Ra 3 nè. Hay quá ta.
rồi không nè, rồi đúng rồi nha, rồi cứ bi công thức đi để mơ mốt quên. Rồi mình phải làm tổng quan với ai đâu đi số 4, rồi đỡ gì tôi kêu thêm một phần tử thứ năm nữa sao, bắt đầu vô đây sửa chỗ này nữa mất thời gian không, trời ơi. Rồi xong ha, đúng tới đây rồi đó. Bây giờ mình sẽ là RC ra cái thằng IMG ha. Rồi IMG.RRC. Ủa? Ờ đúng rồi. Bằng hình không IMG Email xuyệt cộng hình đó, đây là y rồi đúng chưa, đúng không? Chào Chiến, nhìn mã lên rồi nè. Lên nè. Em nằm lại là ngay ngẫu nhiên nè. Lên đó. Rồi. Bây giờ là cái phần load ngẫu nhiên cái hình lên cái hình ban đầu là đúng rồi ha. Bây giờ bắt đầu mình load thumbnail. À. Load thumbnail. Rồi load thumbnail nghĩa là mình phải gọi tới một cái hàm gì đó để nó load thumbnail. Đấy. Rồi load thumbnail là bắt đầu mình viết ra ngoài. Một version khác là load thumbnail. Rồi load thumbnail thì nó dễ rồi. Muốn load thumbnail là phải có cái thumbnail ha. Cái thumbnail nó chứa những cái IMG, những cái gì đó nằm trên cái gì đó, nó phải là một cái position. Rồi ví dụ trong đây tôi sẽ chứa những IMG nè. Thì cái thumbnail này tôi phải viết CSS nhẹ nhẹ cái. Các bạn kỹ để các bạn về làm cho nó ngon làm cái ha. Thì position absolute thôi. Rồi bây giờ nó phải có width chẳng hạn, width đó là khoảng 50% 60% gì đó chẳng hạn. Rồi mình canh giữa nó ha. Rồi nó nằm phía dưới thì width tầm bằng 30 pixel chẳng hạn. Khi làm position thì các bạn phải xác định được width hay và top left right bottom ha. Ví dụ hay cái thumbnail tôi cho khoảng 80 pixel thôi. Rồi bottom có rồi, left ví dụ như 60, 50% với 60 là 30, 50 trừ 30 là 20%. Ví dụ như vậy. Rồi được cái box rồi ha. Rồi mình cho cái background color để mình coi cái box của nó hiển thị đúng chưa. Rồi bây giờ mình để IMG vô đó thôi là xong. Muốn để IMG vô đó thì cái thumbnail này nó phải có một cái ID cho nó nhanh. Dạ. Rồi bắt đầu ở đây, bắt đầu mình đọc, mình đưa nó ra thôi ha. For I. Đó. Cái này là hình. Rồi nó load ra cái thằng nào đó, thì cái thằng nào đó nó phải là một cái chuỗi ha. No. Cái này nó phải nằm ngoài for. Rồi mỗi lần nó đọc thì nó sẽ nói chuỗi vô. Nói xong thì mới in HTML ra cái vị trí nó cần show ha. Cộng bằng IMG RC bằng một cái gì đó, đóng lại. Cái hình này mới nãy cái thumb của mình, cái hay nó bằng 80, bây giờ hay của cái hình cũng cho là bằng 80. No, nháy đơn. Rồi cái này đưa cái hình ra, cái tên file ra.
image xịt cộng cộng rồi cho cái hình ra đây y đó. Ok ha, bây giờ mình chỉ cần đưa nó ra thôi là ok. Đưa ra cái thumb á đó. Đó, chấm in HTML bằng KQ. Rồi mình load thumbnail lên được rồi đó. Nha, mình chỉ cần set lại thôi là ngon rồi. Bây giờ nội dung phía trong mà nó nhiều quá, nó bị nhảy như vậy thì set của mình giả bộ mình bỏ cái width đi, cho tự động co giãn đi. Rồi set cho img nữa là xong ha. Rồi ví dụ như thumb img đó, ví dụ như margin, margin là 0, margin là 2 pixel, ví dụ như vậy, cho cách khoảng ra cho dễ nhìn. Border 1 pixel, thang CCC, solid, ví dụ như vậy. Rồi, mình bỏ cái background màu xanh xanh này ra, nhìn ghê quá. Ok, rồi load dữ liệu đã xong, bây giờ tạo sự kiện nha. Những ngày mình làm vậy á, tổ chức dữ liệu, load dữ liệu, bây giờ là tạo sự kiện, xong mới tạo hiệu ứng là xong á. Rồi tạo sự kiện à, mình sẽ tạo sự kiện hai cái nút này trước. Bây giờ mình muốn tạo sự kiện á thì mình phải biết là cái hình này đang ở vị trí nào ở trong cái mảng, mình hiểu không? Rồi mình mới list sự kiện này thì mình lấy vị trí này nè, trừ đi 1, mình lấy vị trí này nè, cộng 1 ha. Nhưng mà ở có những cái trường hợp nó sẽ không trừ không cộng được. Ví dụ cái vị trí này đang không, bên đây mà trừ 1 nó là không được. Cho nên mình sẽ kiểm tra vị trí trước. Nếu vị trí đang không thì mình reset cái vị trí đó lại là thằng lớn á, à thằng len trừ 1. Còn nếu nó đang ở len trừ 1 thì reset nó lại không ha, hình được không? Rồi bây giờ á, ngay cái vị trí này nè, mình phải biết được cái vị trí là bao nhiêu để mình lấy về. Thì ở trong HTML của mình chưa có phần nào để lấy về trên. Thì bây giờ mình bổ sung thêm một cái gì đó ha. Ví dụ như tôi sẽ thêm cái một cái input, để như này đi, input hidden, để tôi lưu cái vị trí chẳng hạn ha. Cái này là cho một ID là vị trí. Rồi để lưu cái vị trí của cái hình mặt định đó đó ha, hidden, cho nên nó sẽ không thấy. Rồi tôi sẽ tạo sự kiện này, on click reverse ha. This tức là mình phải biết là mình đang ở cái vị trí đó đó, để mình xác định cái vị trí, biết được vị trí thì mình mới load được cái file hình trong cái mảng đấy. Mình sẽ lập trình như thế đó. Rồi cái này mình sẽ cho thêm một cái sự kiện on click cho cái này. Đây là hai cái mũi tên qua lặp qua lại đó, next. Rồi bây giờ mình sẽ làm gì? Tạo sự kiện này ha, tạo sự kiện reverse. Rồi nó là this thì mình cho chữ is. Ok, bây giờ muốn mà lấy cái vị trí đó trừ 1 thì trước tiên các bạn phải kiểm tra vị trí đó có phải là không, có phải là trừ 1 hay không ha. Và cái này là reverse, mình chỉ cần quan tâm nó có phải là bằng 0 hay không. Thì mình nếu cái gì, nếu cái vị trí đó bằng 0, vị trí hiện tại là chưa có gì hết nè, bây giờ là mình load mặc định đâu, load mặc định lần này nè,
thì y này nó đang là ở vị trí mặc định nè, thì các bạn phải gán y này cho cái thằng này, cho thằng vị trí, hiểu không? Thì mình là document.getElementById, mở ngoặc vị trí, rồi .innerTestInnerHTML gì cũng được. Cái vị trí này là một cái input, thì nó là value bằng y. Đó, default nó cũng đã có vị trí ha. Thì lúc này nè, mình mới lấy cái vị trí về bằng document.getElementById. Thì lúc này mình lấy cái vị trí về .value. Rồi, lúc này mình mới so sánh. Nếu mà vị trí mà nó bằng bằng 0, đó, có phải là mình phải set nó về bằng trừ 1 không? Len trừ 1 đúng không? Thì lúc này mình vị trí bằng hình chấm len trừ 1. Tại vì cái nút này nút revert, thì mình sẽ không quan tâm nó có bằng thằng len trừ 1 hay không. Mình chỉ quan tâm một cái vị trí là bằng 0 thôi. Đó, thì lúc này mình mới trừ đi được nè. Không, nếu vị trí mà bằng hình len trừ 1 thì không được. Mình không trừ 1 được, nó bị mất một vị trí. Cho nên mình để bằng len. Để chừng nữa mình trừ đi 1 là ok. Thì nó đúng là nó trở về cái phần len trừ 1. Kịp không? Thì lúc này nè, lúc này nè, cái vị trí mình có rồi nè. Thì mình chỉ cần là cái gì quên rồi. Mùa xuân ơi, mùa xuân ơi. Rồi, cái gì đó bạn đó nói cái gì đó. Vậy tôi đặt nó một cái biến đi. Vị trí trừ 1. Rồi. Bắt đầu tôi mới load nó lên. Load lên cái img .src đó, bằng cái hình đó, ngay vị trí thứ gì đó. Cái này mới có tên hình thôi, mình cho thêm một cái biến tĩnh ở đây để tăng độ khó. Ví dụ như cái biến này là cái biến tĩnh, mình có thể khai báo toàn cục ở trên đây để mình sử dụng chung nha, để cho đừng có bị nhầm sai chính tả đồ. Rồi, ngon lành ha, bị đứng rồi con cái một à. Nghĩa là sau khi mình load xong thì mình phải cập nhật lại cái vị trí trong cái input hidden. Thì cái này là G nha, số mới là G. Rồi, ngược lại cái bên nguyên đám này cho thằng nét. Rồi, với cái nét này á thì mình sẽ không so sánh này, mà mình so sánh là hình chấm len trừ 1. Nếu là nó là vị trí cuối cùng trong mảng thì mình cho vị trí này bằng 0. Thì lúc này cái vị trí mới này là cộng. Âm 1 cộng 1 với bằng 0. Cũng vậy thôi. Đây. Nhưng mà mình sẽ bị dễ bị rối hơn. Cái này value là vị trí. Lấy cái vị trí về. Park in game.
lấy vị trí về trừ 1 luôn đúng không? Cộng 1 luôn chứ. Cái này là nét nè. Nét thì mình kiểm tra cái vị trí này mà nếu mà nó mà sao nó không chạy, nãy sao nó không chạy? Ờ, người đang làm đúng như trang, chỉ có bi xuống thay dấu trừ thôi là tự nhiên làm rối đôi hình rồi. Ok đó, tức là bây giờ mình làm tỉnh ok đó, tức là mình đã lót dữ liệu được nè, mình tạo sự kiện được nè, bây giờ bắt đầu làm hiệu ứng.